Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nguyên nhân Thu Phương không chịu cưới Dũng Taylor lần đầu tiên, nữ ca sĩ Thu Phương tiết lộ lý do sau nhiều năm chung sống cô và Dũng Taylor vẫn chưa làm đám cưới. Vừa kết thúc công việc ngồi ghế nóng The Voice, diva thứ năm lại hối hả trở lại công việc ca hát. Chị có mặt tại Hà Nội vào một sớm mùa thu êm ả cùng người tình mãi không chịu cưới Dũng Taylor. Mọi năm Thu Phương đều chọn mùa thu Hà Nội để làm show riêng của mình, nhưng năm nay chị lại chọn sánh đôi cùng Bằng Kiều Trong Đêm. Tình nhân nam Thu Phương chia sẻ, đã lâu Thu Phương và anh Bằng Kiều chưa có dịp hát chung, lần này chắc chắn sẽ đem đến những cảm xúc mới lạ. Phương và Bằng Kiều chơi với nhau, hiểu nhau nhưng thật sự là ít có dịp hát chung. Mấy năm nay, anh Nguyễn Huy Dương, giám đốc sản xuất của Đêm Tình Nhân, vẫn dành lời mời với mong muốn Phương và anh Kiều tái ngộ. Nhưng năm nay Phương mới thu xếp được. Phương tin khán giả sẽ thích sự tái ngộ này của Phương và Bằng Kiều, xuất phát từ việc hiểu nhau nhưng thật sự là ít có dịp hát chung. Mấy năm nay, anh Nguyễn Huy Dương, giám đốc sản xuất của Đêm Tình Nhân, vẫn dành lời mời với mong muốn Phương và anh Kiều tái ngộ. Nhưng năm nay Phương mới thu xếp được. Phương tin khán giả sẽ thích sự tái ngộ này của Phương và Bằng Kiều, xuất phát từ việc hiểu nhau, biết rõ ưu khuyết điểm của nhau. Phương và Bằng Kiều kết hợp sẽ có những điều khác biệt với người khác và sự kết hợp này sẽ nuôi dưỡng được rất nhiều cảm xúc. Ta sẽ kể câu chuyện ít người biết và vì thế sẽ hấp dẫn hơn. Bản thân Phương vừa trải qua một số chuyện trong cuộc sống, vui có, buồn có nên sẽ hát với nhiều trải nghiệm hơn. Cuối cùng vẫn là mong khán giả dành cho mình sự yêu thương. Giống như đã từng người tình mãi không chịu cưới Dũng Taylor của Thu Phương cũng rất mong muốn Thu Phương có sự tái ngộ này với Bằng Kiều trong Đêm Tình Nhân năm. Cả hai tâm đầu ý hợp trong cả công việc lẫn cuộc sống. Chân thành và thẳng thắn đúng với chất của con gái đất cảng, Thu Phương bảo. Chị có con cả đã 24 tuổi nhưng cũng có những đứa con nhỏ. Vì thế chị và Dũng Taylor đang bắt đầu cuộc sống như những đôi vợ chồng trẻ bận rộn, những bậc cha mẹ có cuộc sống phức tạp như Phương sẽ hiểu được điều Phương nói. Tự chung lại sự nghiệp, đời sống cá nhân kiến tạo nên con người mình hôm nay. Sự cá tính, quyết liệt, bài hát thì mình cất lên cũng là con người mình như thế. Mong muốn nhiều điều, thất vọng nhiều thứ, nhiều nỗi buồn và cũng nhiều hy vọng. Thu Phương cười, điều thú vị, ngoài đời. Tuy gặp gỡ, ở bên nhau đã 16 năm, nhưng Thu Phương và Dũng Taylor vẫn là tình nhân. Phương và anh Dũng thống nhất cố gắng để đi đến kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng kết thúc tốt đẹp đang ở đâu đó trên chặng đường đi vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều bổn phận trách nhiệm khác. Phương thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi Phương một câu, hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa? Đối với Phương, câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới. Phương thích điều đó lắm. Cũng như quá trình làm show, Phương thích chuẩn bị hơn là khi lên trên sân khấu và biểu diễn 5 phút hết một câu chuyện, nhưng để chuẩn bị cho câu chuyện đó mất rất nhiều thời gian, công sức của mọi người. Đó là lý do đến lúc nào Phương và anh Dũng chưa có kết thúc, và để chuẩn bị cho kết thúc đó cả hai phải làm rất nhiều điều. Khi chúng ta chưa làm điều đó thì chúng ta không thể nào quên được. Thu Phương cười lớn, Dũng Taylor trầm ngâm bảo hôn nhân là sự vun sới của hai người. Phương không chịu cưới là Phương phải rất tự tin với giá trị của mình. Người Mỹ có câu, tại sao phải mua con bò khi có sữa uống mỗi ngày? Ở đây đặt ra câu hỏi, vì sao Phương không chấp nhận? Tôi có điều gì đó Phương không hoàn toàn thoải mái. Vì thế đó là gánh nặng của tôi nhiều hơn là Phương. Cho tới giờ này, cứ tới ngày 13 tháng 12, ngày quen nhau tôi lại nhắc khéo cô ấy kiểu, đến tháng 12 này là 16 năm, mình có định làm gì không? Cô ấy hỏi lại, ý anh là sao? Em không có dự định nào khác cả. Dũng Taylor cũng thừa nhận, ở Mỹ, đàn ông lập gia đình là một gánh nặng. Thu Phương cười, không lấy là em thương anh đó. Người phụ nữ cá tính bảo, chị độc lập về suy nghĩ, tư duy từ bé. Đến thời điểm này, so với nghệ sĩ cùng lứa, tôi có chút tự tin vì trải qua những biến cố, không may mắn nhưng cố gắng rất nhiều. Có những khi cố gắng đến kiệt sức để tuổi này vẫn trình diễn, ngồi ở vị trí ghế nóng các chương trình. Tôi hiểu giá trị bản thân nhưng không chủ quan, có lúc cố gắng, kiệt sức giữ sự thăng bằng trong gia đình. May mắn có sự nghiệp vững vàng để những lúc suy sụp nhất không bị buông xuôi. Nổi tiếng là nữ ca sĩ chuyên trị dòng nhạc nhẹ cuối những năm 90.
Thu Phương khiến khán giả si mê bởi những nốt trầm giàu cảm xúc và loạt nhạc phẩm nói về Hà Nội trước cuộc tình với Dũng Taylor ở hiện tại. Thu Phương từng có 10 năm gắn bó với ca sĩ Huy MC, đến nay khi nhắc lại, cuộc tình tuổi trẻ của cả hai vẫn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Thu Phương quyết định tìm kiếm cơ hội cho tương lai ở hải ngoại. Ai mà ngờ ngày tháng đầu đặt chân lên đất Mỹ của giọng ca Hải Phòng lại là những chuỗi ngày lận đận khó quên lúc khó khăn nhất trong đời. Điều duy nhất giúp tôi vượt qua là niềm tin ngày mai mọi thứ sẽ khác. Tôi tin ngày mai sẽ tốt đẹp, tôi tin những điều mình làm đúng sẽ có kết quả tốt. Vậy là tôi cứ vượt qua hàng ngày. Mỗi một ngày cảm nhận khó khăn sóng gió ấy cho tôi sự tự tin của ngày hôm nay cho tới giờ phút này. Gần như hoàn cảnh nào tôi cũng trải qua rồi và sẵn sàng chia sẻ với mọi người những ngày đầu phải xa người thân nơi đất khách. Thu Phương vẫn luôn phải cố gắng với hy vọng vào những điều tốt đẹp, bỏ lại tên tuổi và sự nghiệp ở Việt Nam. Người con thành phố Hoa Phượng cũng phải bắt đầu lại mọi thứ như bao ca sĩ khác. Nữ ca sĩ kể rằng mình từng có thời điểm rất khó khăn và cô độc. Cô chỉ biết nhớ về gia đình mà thôi, thúc bản thân mạnh mẽ vượt qua cha mẹ và con ở cách xa nửa vòng trái đất. Sự ra đi, đùng cái, bị đứt gánh giữa đường, chính mình còn bất ngờ và sốc với quyết định đã làm thay đổi cuộc đời mình như thế. Có những lúc tôi tưởng chừng không vượt qua được những gì mình đã có, đã xây dựng được, mất quá nhanh giữa lúc bộn bề khó khăn, Thu Phương lại gặp được định mệnh của mình, Dũng Taylor. Giữa cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm và có với nhau cuộc tình đẹp tới hiện tại. Cuộc sống của nữ ca sĩ đất cảng cũng vì thế mà thuận lợi hơn. Những năm gần đây cô năng nổ chạy sâu ở cả Việt Nam và nước ngoài để vun vén cho gia đình. Ngày đầu quen biết, Dũng Taylor gặp Phương với tư cách bầu sâu trực tiếp quản lý ca sĩ, thông cảm trước người phụ nữ chịu đựng quá nhiều bất hạnh. Ông bầu luôn sẵn sàng giúp đỡ chị bất kỳ việc gì có thể, nhất là thời điểm Thu Phương bị đồng nghiệp nơi xứ người tẩy chay do không ai chịu hát chung những nhạc phẩm về Hà Nội. Dũng Taylor là người kề cận động viên và cho cô động lực vực dậy tinh thần âm. Nhạc trong lòng, không chỉ có mối quan hệ gắn kết trong công việc, cả hai còn cho nhau chỗ dựa tinh thần để bầu bạn lúc khó khăn. Năm 2008, mừng thay cho Thu Phương khi với sự trợ giúp của Dũng, cô đã được đoàn tụ với hai con tại Việt Nam. Sang năm 2012, cả hai chính thức về một nhà và có cuộc sống tốt đẹp. Mặc cho lời đàm tiếu rằng Dũng Taylor có vẻ ngoài không tương xứng với danh ca Hải Phòng, sự bao dung và nhạy cảm của anh đã đủ để chạm vào tâm hồn chị sau những chảy xước tuổi trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.